mọi khi là hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình làm mặt làm bằng máy facial spa, một cái loại máy mà đối với mình bây giờ không thể là thiếu được. Công cụ facial spa là giúp cho cái làn da mình tươi trẻ, làm săn cơ, làm giảm nếp nhăn, làm mờ đi những cái vết nâu. Thì đây là máy facial spa. Rồi trước khi mình làm cũng như mọi khi mình sẽ rửa mặt. Nhưng mà hôm nay là thật là đặc biệt, là bởi vì mình không có rửa mặt đơn giản nữa mà mình sẽ rửa mặt một cách là thông minh hơn, bởi vì nhờ một cái máy rửa mặt siêu thông minh. Đây là cái máy rửa mặt mới của mình, cái dụng cụ mới của mình sắp sửa tung ra thị trường. Tụi mình được may mắn là được trải nghiệm trước. Chị Phấn đang sở hữu cái máy này đây. Chị Phấn dễ lên cho mọi người coi. Chị Phấn có một cái dụng cụ mà rửa cái mặt chị, một bộ nên nó có hai tác động. Mình xài cho mình biết là đúng là hai tác động. Thứ nhất là khi mà rửa mặt thì sẽ rửa rất là sạch. Và cái tác động thứ hai sẽ là trị liệu. Thì cũng như khi mình xài cái máy này rất là đơn giản, mình sẽ làm ướt cái mặt của mình trước nhé. Chị Phấn làm ướt cái mặt chị Phấn trước đi chị Phấn. Cái máy này nó sẽ đi theo cái gel, nó gọi là treatment cleanser. Thật ra nó là facial cleanser thôi, nhưng mà đặc biệt bởi vì nó là treatment cho nên cái đặc biệt hơn là nó sẽ có hiệu quả nhiều hơn là cái loại là rửa mặt thông thường của mình. Thì khi mà mình làm ướt cái mặt của mình hết thì mình sẽ để cái gel lên, cái gọi là treatment cleanser lên, chỉ để đều lên cái mặt của mình nhé. Rồi khi mình để đều lên cái mặt của mình, cái máy, cái dụng cụ đã được chạc lên sẵn rồi. Và bây giờ chị Phấn đang để cái treatment cleanser lên mặt của chị Phấn. Rồi bây giờ chị Phấn xong rồi hả chị? Yes. Ok, thì bây giờ chị Phấn sẽ sử dụng cái máy, cái Lami Spa. Mình chỉ cần bấm ở cái nút ở giữa mà thôi. Cái nút ở giữa nha chị. Rồi mình chỉ đi trong vòng 2 phút thôi. Thì như mọi người đã thấy, cái đầu là cái đầu tròn, nó sẽ đi theo cái hướng ngược chiều. Thì thí dụ như khi mà mình rửa mặt bình thường thì mình rửa một hướng thôi, nhưng mà khi được hai cái đầu nó đi hai chiều khác nhau thì nó sẽ giúp massage cái mặt của mình. Thì mình chỉ cần đưa cái đầu nó đi theo cái đường thẳng cái mặt mình mà thôi, là mình không cần phải xoay, mình không cần phải thấy, bởi vì đã có cái massage thẳng rồi. Chị Phấn đang đi, chị Phấn biết được sao chị Phấn? Yeah. Feel good. Good, ok. Giờ là feel good thôi. Nếu mà ai đang là đánh massage cho mình. Yeah, ok. Thì nhờ có hai cái tác động làm sạch mà trị liệu, thì cái đầu tiên mình sẽ thấy là làm sạch lỗ chân. Bởi vì cái đầu của cái máy này làm chất silicon chứ không phải là cái loại mà cao su tổng hợp thường như mình thấy những cái lọ mà sữa mặt ngoài đi kia. Thì cái chất silicon nó không có làm hại tổn hại của cái da của mình. Và khi mà nhờ nó đi sâu như vậy thì nó lấy hết cái bụi bẩn ra. Nhưng mà cái lỗ chân lông mình đã sạch rồi thì nó sẽ giúp mình tái hòa với làn da. Rồi chị Yên. Thật ra thì 2 phút đó đang chia sẻ video câu lạc bộ làm đẹp với chị nhé. Cái máy này để làm vài hai lần trong một ngày, mà chị là nhờ nó không có vô nước cho nên khi mà mình có thể mang vô trong cái bát vô của mình tập, thế là mình đã biết nha. Mình chỉ cần dành 2 phút đồng hồ mà mình làm được cái da mặt của mình nó rất hợp, nó thật là sạch. Okay. Và chị Phấn cũng làm 2 phút đó. Có 2 phút giữa 2 phút chứ. Thì như mình từng thấy đó, 2 phút đã trôi qua rồi. Thật ra thấp rất là lẹ. 2 phút đã chớp nhóa đã qua rồi. Thì chị Phấn thấy cái da mặt của mình sao chị Phấn? Bèo bữa. Yeah. Mình đã sử dụng qua mình rồi. Mình sử dụng cho người quen của mình rồi, cho khách hàng của mình. Thì mình thấy là cái da mình nó rất là mềm, tại vì nhờ rửa rất là sạch rồi nó mang lại cái sự mịn mà. Bây giờ mình rửa. Dạ, bây giờ mình sau khi mình làm như vậy thì mình sẽ rửa cái mặt
mai mình sử dụng cái dụng cụ không linh hơn. Ái Hoa nghe thế nào vậy kêu Ái này? Ái Hoa nghe hay quá, đang làm mong cho đến ngày cho tới em cái điều khó sử dụng. Dạ cả nhà ơi, thật ra thì ngày 17 tây tháng này một số người làm việc mới có ưu tiên được mua trước mà thôi. Thì cái máy này rất là sạch. Nếu như cả nhà có thích muốn tìm hiểu thì hãy inbox cho những người của mình ở trên đây. Rồi tụi mình sẽ cho biết thêm cái chi tiết. Thật ra thì khi mà mình đem cái máy này mình làm demo đó, mình đã có mấy người muốn rồi đó anh Hoa. Đã muốn ngay lập tức rồi. Được có 5 cái khối rồi, được có 5 người thôi. Anh em thân thiện, anh em tay tay thì còn thôi, để ra 2018. Dạ, nếu không phải đợi tới 2018 mới tục ra thì giống như Apple, iPhone vậy đó. iPhone về, trước thì làm ngay. Wow, cái máy này mình à. Dạ, cái da mặt của mình nó sáng ra. Chỉ cần rửa mặt thôi là mình đã thấy cái sự khác nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho ý kiến chút ha. Dạ. Sáng nay mình chạy cho một người khách á. Dạ. Cô ta có bị sậm rất là đậm ở dưới ngay mắt mí á. Rồi chạy xong á, cô nói hả, thấy cái sậm nó cũng bớt đó. Dạ, chị đúng rồi. Rất là hay. Em thì em có một người khách là đàn ông, thấy tụi em làm thế là ông ta mới nói là cái này làm bao nhiêu tiền vậy, có làm không? Thì mình nói cái này nó thật ra mình mới có làm đèn mua thôi chứ mình cũng chưa có mang vô trong tiệm, tại vì mình mới có sở hữu cái máy thôi. Thì ông ta mới nói rằng là ông ta cái da mặt đó ông ta rất thích, ông ta không thương ngại chuyển đề không này kia, bởi vì ông ta lớn tuổi nhưng mà ông ta rất là ghét, bởi vì nó bị cái mồ hôi nó bị dầu. Mình nói ông ta xin được làm không? Nói được, không sao, cứ làm đi, miễn sao cho mình quay lại để cho mọi người cùng thấy cái trải nghiệm với nha. Cái ông ta nói không sao, miễn sao ông được làm thôi. Mình làm 2 phút đồng hồ, mình làm một bên thôi, không làm, chưa làm bên này, mình cho ông ta coi nó khác nhau á. Ông ta rờ đó, thật là sạch, làm xong một bên, oh my god, so good. Thì ông ta hỏi tiếp là cái gì như một mình có mang vô trong tiệm để làm hay không. Thì cái chuyện đó thật ra thì mình mới có sở hữu cái máy rửa đó thôi, cho nên mình chưa có chính thức để làm cái service. Em nghĩ nó tốt vậy, mình có làm cái service lâu lâu ai còn muốn cái mặt họ sẽ thật lửa họ rửa hả? Mình cũng đang nghĩ vậy đó. Yeah. Sáng này mình chạy cho cái người mình chạy cho cái người khách này á, cổ sức rất là nhiều kem dưỡng da đó, phấn đồ rất là dày, tại vì bị thâm đen ở cái vòng mắt đó. Vậy cổ nói cổ phải sức mấy lớp luôn á để che vỏ, mà chưa có rửa xong là cổ nói cổ cảm giác rồi. Vậy xong rồi cái cổ nói trời ơi, cổ giờ cổ nói tao chưa bao giờ có cái làn da mà đẹp như vậy đó, hôm nay mịn quá trời mịn luôn, rất là sạch. Bà cũng đang hỏi mình chừng nào có đó. Dạ, 17 tây mới có mà chị phải cho ta biết là chị có mấy cái, chị có 5 order thôi chị. Dạ, yeah, em có nói vậy, cổ có kêu em để dành cái cho cổ đó. Wow, vậy là còn có 4 cả cái thôi. Một cái của mình cái rồi. Vậy mà một cái. Với lại hồi tối này một cái nữa. À, em nói rồi, em nói ai, tại vì có 5 cái à, thì nếu mà ai muốn trước thì mình để dành, còn không là mình chia hết là hết rồi. À, em nói gì? Giờ mà sáng mà đó thử cũng muốn, giờ tối này bà Jessie thử cũng muốn. Bà nói về sạch ghê. Bà có nói là lúc trước bà có mua một cái máy kia kìa, cũng hơi hơi giống gì đó, nhưng mà nó là cái bàn chải. Yeah. Nó không có giống như cái này. Anh ấy nó không có sạch giống như cái này. Thank you chị.
Hồi nãy em có nói về cái đầu của cái máy đó, thì cái này làm bằng chất silicon chứ không có làm như những cái loại ngoài thị trường bán là làm bằng bằng chải, mà làm từ cao su tổng hợp. Cái đó thì nó không có tốt cho cái da mặt mình, mà chính ra cái này người ta đã thử nghiệm rồi, người ta làm bằng dùng cái chất silicon cho nên không có bị, không những không hại mà nó mang lợi ích tới cái da mặt của mình hơn. Và khi như chị thấy đó, em làm xong em đều cho mọi người thấy là ở trong cái phần đầu có những cái dơ đó, cái dính giống như trong cái kẽ đó, nhìn thấy dễ sợ luôn. Cho dù cái người đó không có xài phấn nha, foundation đó, mà cái chất dơ mà mình thấy cái gel nó ra màu nâu đó. Yeah, hồi nãy mình làm đó là gì đó, cái bạn nói wow. Yeah, thì đây là một cái máy mà chỉ có một máy thôi mà nó ra tới hai công hiệu, chính là làm sạch da chứ không trị liệu. Bởi vì thường thì mình chỉ làm sạch da thôi, ít có ai nói về trị liệu, mà đặc biệt cái máy này là trị liệu, cho nên nó mang lại bảy cái lợi ích khác nhau. Mình thấy trước hết rồi đó là sạch lỗ chân lông, sạch bụi, làm mịn, rồi làm mềm cái da của mình, làm cái da mình sáng ra. Lan ơi, sao rồi? Lan nghĩ thế nào về cái máy mà nãy mình chia sẻ cái gò? Lami Spa cũng rất phù chị, mặc dù em chưa có nó trong tay nhưng mà em rất là excited. Yeah. Chắc tháng tuần tới em nghĩ chắc hot lắm nè, đúng không? Yeah. Yes. Em đã được tốt rồi, chắc chắn em sẽ phải cố gắng để mà có được nó. Yeah. Ngày 17 Tây. Công dụng của nó quá là tuyệt vời. Yeah. Cả nhà ơi, ngày 17 Tây tụi mình mới có nhé. Yeah. Bây giờ mọi người có mấy cái phố đó thì tính thủ ấy đặt ngày đó thôi á. Có ngày khác không có, một ngày thôi. Có người hỏi cái giá nó đi sao kìa chị ơi. 310 310 mà trong đó nó có cho mình ba cái đầu với là ba tháng supply. Trời, có tuyệt vời, 310, 3 tháng supply. Tức là chạy ra một tháng không đầy 100 đồng nữa. Đấy. Yeah, not even a $100. À, nãy mình nói với bà khách đó, nói tính ra thì tháng còn không tới 100 nữa. Dạ không, sau này khi mà mình mua supply thì mình chỉ mua supply chứ mình không có mua cái máy. Dạ, thành ra mình ok. Rồi, xong rồi đầu tiên là mấy chị xong chưa? Chưa. Đi bổ sao mà lâu dữ vậy? Bữa nay cái máy nó hơi chậm đó. Chậm quá chứ còn. Chắc tại mình đang trò chuyện nó cũng theo mình luôn. À, mới nói xong nó ngừng rồi đó. Em nói là bây giờ mình đi cái lần thứ hai. Tuyệt vời của mình cũng xong rồi. Khi mà không có gì tuyệt vời bằng khi mà mình rửa thật là sạch, rồi mình lại kết hợp vô cái máy facial spa, mình gọi là cái bàn ủi đó, để ra cho nên cái da mặt, cái mặt của mình rất là căng. Cái này là sự kết hợp là tuyệt vời. Rửa mặt, đánh da mặt cho đẹp hẳn. Rồi cái phần kế tiếp cuối cùng là mình sẽ nói tiếp là làm cái gì, cái giai đoạn thứ ba. Wow. Ok. Đây á thì mình chỉ được có cái gà nó về facial spa này thôi, only đã work rồi. Cách đây một năm mình được sở hữu cái loại dưỡng da, bây giờ một năm sau mình lại được trải nghiệm dụng cụ rửa mặt. Rất tuyệt vời không? Mà cái dụng cụ giữa mặt này á, vừa massage vừa giữa mặt mà rất là sạch nha, rất là tuyệt vời đó. Mình chưa thấy qua lần nào có cái công dụng rất là hay. Rồi con này là quyền làm sao thấy được, giờ mới thấy chứ. Bây giờ hồi nãy bà khách tối nay đó, bà nói lúc trước bà có sở hữu một cái mà bà nói cái đó không có giống cái này. Nhà bà nói bà thử xong bà nói trời, tao cũng muốn một cái nữa. Thì em nói đó, ngày xưa ở mấy gì họ có bán cái máy giống vậy đó mà. Nhưng mà cái chổi nó cứng lắm chứ không phải giống bằng chải, chứ không phải. Yeah, nó là bằng chải đúng rồi, hồi nãy bà cũng nói là bằng chải nữa. Bây giờ mình đi vòng thứ hai là số 3 ha. À, giống như cái
Lúc trước em có nghe qua mà em không biết nó ra sao. Giờ tới hồi nãy làm cái bà nói cho mình nghe. Bà nói cái nó bằng chải, nó không có giống này. Bà nói cái này đi, đi nó rất là mịn. Nãy em chạy cho bà đó, bà nói đi nó rất là mịn. Nó mê luôn. Dạ. Thay chị muốn bớt cái nếp nhăn cái rõ ràng nha, cái người mà mình thấy hàng ngày Thank you. nha, cái nếp Mà nhăn hai bữa nay làm biếng nữa, không có làm á. Nhưng mà em chạy cái máy này á chị, cái mí của em á, cái mắt mắt mí á, ở phía trên nó từ từ nó bớt bọng mình nha, nó cái mắt hơi to hơn tí đó, không biết chị có để ý không. Hồi nào giờ thấy mắt nhỏ xíu rồi, rồi bây giờ thấy hơi bự lên tí nữa, cũng Em đang nhờ nói là cái chương trình làm đẹp cũng 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 nhờ nhờ cái chương trình này mình vô làm đều đặn chút xíu là cho nó đỡ tí. em nói cái chương trình làm đẹp của mình nó là một tối thứ tư và tối thứ sáu tiếng chị nên đều là cho nên cứ làm đi làm lại là tại vì mấy chị em muốn cái sự đều đặn á, mình phải làm đều đặn thì cái kết quả mình nó mới có hơn. Tại cái gì cũng vậy, nói thì nó tốt nhưng mà mình phải áp dụng nó thường xuyên mình mới thấy được kết quả. Còn đôi khi nó ở cái máy nó ủ tốt lắm nhưng mà tháng 2 tháng ủ có 1 lần thì cái cũng không có kết quả nữa. Cho nên cái Đúng gì cũng rồi. vậy, các mặt hàng cũng vậy, hoặc là đánh cái sổ cũng vậy, mình cũng phải là làm thường xuyên để làm 1 tuần ít nhất là lần quá cũng phải 1 lần một lần cái sổ, còn không không thì mình làm được cứ mỗi thứ 2 lần thì tốt hơn ha. Cho nên tại sao mà chương trình làm đẹp của tối thứ tư tối thứ sáu thì em phải làm đi làm lại là tại vì có một số khách hàng mới mà không biết cái cách sử dụng máy này và mình muốn tập thói quen tất cả mấy chị mấy anh chị ai mà muốn chăm sóc da đó mình làm đều làm, nhưng mặc dù mấy chị không có vào trên online thì em thì mấy chị cũng ở nhà có máy cũng có thể đem ra để làm cho vui ha, làm để mình tập cái thói quen mình làm đều đặn để mình chăm sóc da mình. Mình chăm sóc da mình, da mặt mình cũng giống như mình clean up cái nhà thôi. Cái nhà mình không clean up để mấy ngày bắt đầu nó thấy nó bụi bặm rồi. Thì cái mặt mình cũng giống vậy. Nếu mà mình take care thì nó đương nhiên nó phải khác rồi. Giống như em có bà khách 60 mấy tuổi, bà lên bà làm điều điều đó là thấy khác liền. Hồi nào giờ bà sợ mình chụp hình lắm, bà nói thôi đừng chụp. Và lần 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 cuối cùng coi như là hay tuần hơn rồi, bà lại lần thứ bảy rồi đó, cái mình nói bà bữa nay cho mình chụp hình được không, bà nói được mà chụp đi. Hồi nào giờ nó xin bà chụp bà không cho, bà nói thôi 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 mày đừng có Bây giờ đời đi thôi nó chết chụp. Lần này hỏi bà đó, ok mày lần này mày chụp đi. Cười quá trời. tự tin ha. Thật ra thì em mai được xong rồi, nếu mà mình chịu khó Dạ chị thì lệ mình gì? sẽ mang lại cái tự tin hơn. Mình nói thật, có ai thấy mình hay chụp hình không? Lúc này em làm điều hơi nhiều á. Nhưng mà đôi lúc mình ấy, của phụ nữ mình được quyền điệu chứ, mà mình tại vì đôi lúc mình cảm thấy mình không có tự tin rồi mình chụp hình mình không có thích, mình hay nói giỡn ấy là chụp 1.000 tấm mới lấy được có 1 tấm, nó giỡn chơi chứ giờ chụp 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 rồi mang lên mình thích lắm. Và đó là như thế, mình thật ra là mình thích Thì cái này là người thật việc thật nè. Có người hỏi mình chị ơi chị xài cái blush là cái phấn hồng nào mà đẹp vậy. Thật ra hồi nào giờ mình xài con thứ một à, mà trước đây á mình xài không ai hỏi mình hết, giờ mình xài nó hỏi mình hết, cái sự lạ như vậy. Thì kia mình nói thật ra xài có một loại không có
máy của mình cũng ngưng rồi. À, mấy chị có ai biết về vụ son không? Nghe nói cái son á, cái son của công ty mình á, là chừng nào ra biết không? Khách mình hỏi hoài đó. Yeah, cái son mà nó giữ rất là lâu không có bị dính lên áo rồi nữa. Cái son nước là của công ty mới ra hay đó quý chị. À hả. Cái son bình thường đó, mình bôi qua miệng mà mình lấy cái giấy mình bồng cái miệng mình lại cái là mình thấy nguyên cái môi trên tờ giấy ha. Nhưng mà với cái loại son mới ra này á là nó không có bị. Hỏi son mình ngậm nó không có thấy màu gì ra, không nhiễm một chút màu nào trên cái giấy trơn. Đó họ em nghe nói là biểu mình test là hông lên cái mặt là biết liền. À, nó gáp được 10 tiếng. 10 tiếng hả? Dạ. À. Ăn uống hôn hết thì thoải mái, không có bị phai. Mình rửa uống khoát ra mà chỉ đặc biệt Lumi Spa, rửa cái môi mình ra một cách nhẹ nhàng. Thì mình biết cái Lumi Spa này cái công hiệu tuyệt vời. Em làm xong rồi nha, em bỏ treo xanh rồi nha. Ờ, tên mình cũng chạy theo đây. Mình đây, em cũng chuẩn bị bỏ treo xanh đây. Nhưng mà cái son đó hình như cuối tháng này hả chị Hoa? Em không nhớ, hình như còn 6 tháng 1 phải không? Tháng này. Mới đầu em nghe là tháng Giêng, nhưng mà sau nghe nói hình như là tháng này thì phải nữa. Nghe nói, là nghe nói cuối tháng này hình như. Thì sáng nay mấy người khách của em cũng hỏi thăm hoài đó. Hỏi nó có chưa? Em nói chưa. Ai cũng đang trông chờ. Tại vì có khách mua ở Moscow đó. Mua 20 mấy đồng á mà không có giữ lại được. Bà khách bà nói nè, cái này của tao mua ở Boscow này 20 mấy đồng nữa mà nó ăn rồi nó dính nè, phải xức lại. Em mới nói vậy hả, thôi vậy chờ cái này đi. Rồi bà cứ hỏi hoài chừng nào có vậy. Của mình là cái loại son môi nước chứ không phải do son sáp giống mấy cái hãng son làm. À hả, thì em cũng nghe nói là son nước mà. Em có gì á, cái nhà xe luôn, son môi nước của em màu đỏ nè. Ủa, chị Hoa có hả? Đi đám cưới mới dùng thôi. Nó đỏ quá, em không có, em biết. Em sao hay vậy? Chị ơi, chị sao có vậy? Nè, nó có cái màu nè, nó có đủ màu nè. Hả? Wow. Nhưng mà cái này á là cái son này á, hồi đi tiệc đi nấu xin đẹp thôi, tại mình phải tự nhiên cái gì cũng bình dân à. Cái này vô nó đỏ quá nên, nhưng mà cái vô nó dính cái miệng chùi hoài không ra. À hả. Nhớ, chị đừng có lo, tương lai có Lami Spa take care giùm chị hết rồi. Dạ, cái Lami Spa nó lớn ra cho nên mà đi đâu mình đi xong. Thưa chị Hà, mà với cái màu son dạ. Dạ. Em trước mắt là có người order màu đỏ với là màu hồng với là một cái natural nữa, màu natural. Nếu có quen biết ai hoặc là cái natural và người thân của mình cách mà làm đẹp da thì mấy bà đang chờ chị em nha. Hello, chào chị Nguyễn Phan. Ừ, anh này tên gì mình đọc không được. Sorry. Trong lúc mà chờ đợi cái gel á, cái vị xương này dùng gel mát nó khô á, cho mình chia sẻ một chút xíu về Lumi Spa đặc biệt như vậy nha. Những ai mà có bị mụn á, mà đôi lúc bị mụn rất là bực bội nhưng mà đôi lúc người ta không có lấy ra được á, nó lù xù bên trong á, khi mà chỉ cần 2 phút rửa bằng cái Lumi Spa thôi, rửa sạch xong người ta rờ lên người ta thấy mụn của người ta đó, mà cái mụn cám nó sờ ra luôn,
Nó sợ là khi mà như vậy thì người ta mới có cái điều kiện mà lấy ra. Thật sự chính người đó, cái người nó nhờ mình lấy ra giùm. Lần đầu tiên mình không có lấy một cái đâu, rất là dễ mà lấy xong có ra sao. Trời ơi, mấy ngày nay cô bực quá, cái mặt nó bị chứng như là nó nhám cái tay người ta rất là khó chịu. Luôn đi spa 2 phút đồng hồ rửa mặt xong, lấy ra rất là dễ dàng. Tuyệt vời là người ta đồng ý, người ta thích đi, người ta muốn order ngay lập tức mình. Là mình thấy là nghe, đã nghe rất là nhiều nhưng mà cũng chưa bằng thấy. Chưa bằng thấy mà trải nghiệm. Thấy cũng chưa tin, trải nghiệm bây giờ còn thấy. Thành ra rất tuyệt vời. Em nghe chia sẻ nhiều rồi. Dạ. Yeah. Okay. À, trong vòng mấy ngày liên tục mà mình demo liên tục cho mọi người cùng xem nè, nhìn nè. À, không, cứ nhìn đi, trải nghiệm đi. À, xin để được rửa, ok được, tới đây mình cho 2 phút thôi. Tuyệt vời, 2 phút. Chị Trinh ơi, cho em đặt câu hỏi chị Trinh. Yeah. À, có người hỏi rằng cái máy Lami Spa thì cái hiệu cái công dụng của nó là cái gì chị? À, ngoài cái công dụng chị vừa nói quá là tuyệt vời, lấy được cái cả cái mụn cám phải không? Lấy cái mụn đầu đen đúng không? Đúng. Wow. Cái này là khi mà em rửa sạch á, thì những cái mụn nó sẽ nổi lên để cho mình lấy ra. Wow. Rất là dễ dàng. Cái máy này không phải là nó bốc lên cái mụn của người ta, nhưng mà khi rửa sạch sạch thì tới nó những cái mụn nó tự động sẽ nổi lên cho mình thấy thôi. Lấy ra dễ dàng lắm. Tuyệt vời. Cái đó là bởi vì da mặt chị thật ra là không có mụn nhiều, nhưng mà những người mà cái da từ cái mụn cám hoặc là những cái mụn mà người ta nó lập lét hết nhé ha. Dạ. Thế rõ. À, rất là dễ dàng. Chị chưa làm xong, chị lâm đầu chị mình không nghĩ ra. Nhưng mà khi mà lên cái da mặt của cái cô đó xong, cái cô đó mới nói với chị á, chị nó nói wow. Ngay trước mắt trong vòng 2 phút sau. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Gel của mình khô rồi, mình xả xuống.
shopping thì nó tuyệt vời lắm. Mỗi năm là ra một cái công nghệ mới, công nghệ nào cũng tuyệt vời hết, cái nào cũng thích hết trơn. Cái nào cũng độc quyền hết ha. Nhưng mà có một điều mình chia sẻ cho mọi người, có nghĩa là mình nói mình chia sẻ cách thế này mình muốn xài, nhưng mà đôi lúc mình nói ô tại sao mình hơi giống như là mình phải dành một khoản để cho chăm sóc và quên cái mà, nhưng mà có một điều mình còn chia cho mọi người, cho các bạn là mình có thể xài sản phẩm chia sẻ người khác, mà mình có thể xài sản phẩm free bằng cách mình chia sẻ cho người khác, bởi vì đây là cái phương tiện để chia sẻ cùng nhau, mà mình được cái quyền gọi là ưu đãi, tức là mình được cái phần gọi là gì hả, ai hoa product right, chị đi mình làm gì có việc lo xài hàng xe không vậy? Thì bây giờ mình được xài hàng phi không, mà giống mấy cái hộp to này nó đắt tiền mua chết cái xài phi không à. Nếu mà các bạn hoặc cả nhà có thông tin chi tiết, mình được xài sản phẩm tốt, mình chia sẻ với người quen, mà mình được coi như là mình được ưu đãi để xài mà không tốn tiền. Có tiền nữa chứ, và có tiền nữa chứ gì? Cứ inbox cho tụi mình. Rồi có tiền nữa, kinh doanh tuyệt vời không? Bởi cái đơn giản vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình ra ngoài kia mình mua một món hàng rồi đó, mình cảm thấy nó tốt, khi mình về mình giới thiệu với lại gia đình của mình, đâu có ai trả cho mình đâu, mình chỉ nói ô ra mua đi. Nhiều khi thậm chí mình đi mua giùm cho người ta, bởi vì mình thấy nó quá tốt, không ai trả cho mình hết. Nhưng mà cái này khi mà mình xài sản phẩm mình chia sẻ, mình sẽ được cái dây hồng luôn, là những người dưới mình, ví dụ như khi mà họ cũng chia sẻ, họ cũng được quyền hưởng, đó là cái quyền lợi. Đây là một cái kinh doanh mà không đầu tư vốn, không cần mặt bằng, và kết nối bạn bè khách hàng trên khắp 54 nước, cho nên là cái phương tiện social media bây giờ rất là thuận tiện cho mấy cái tuổi trẻ, mấy người thích chơi Facebook. Bây giờ thì mình đã rửa mặt sạch rồi, mình thấy chị Múa chị đang dưỡng da, chị Múa ơi. Em đang sử dụng cái phơ đó. Chị cho mọi người xem được không chị? Là ái hoa cũng mới mang lên cho mọi người. Đây. Nè, của em nè, em xài phí không đó chị? Wow, đẹp lắm, tuyệt vời. Oh, em, wow, phơ. Em gọi nó là giọt nước thần. À. Thì như phụ nữ á, xài cái này cũng mê hết trơn à. Ai mà xin chia sẻ để lấy hàng phi về dùng nha, mình xài phi dùng. À, muốn là đây, ở đây sẽ hỗ trợ mọi người bằng cách nào mình sử dụng được sản phẩm tốt mà free. Đó là quyền lợi. Mình không cần bỏ vốn ha. Nhưng mà mình bỏ cho mình chính bản thân mình để mình trải nghiệm thôi. Đúng rồi, xài xong rồi mê luôn. Hôm hổm em mới nói với một chị chị tên gì ta? Không có bị bèo nha. Tại nhìn xuyên đánh ủi, và ủi là mình dùng cái này nữa, xong cái da này nó xanh lắm chị. Rất là xanh luôn. Em nói cái viên phơ này với chị Liên đó. Cái chị nói trời, nghe chị nói xong mà em thấy mê quá rồi. Em chưa theo đuổi kịp chị Hoa đó nha.
Ái Hoa biết không chị, tình cờ chị trở lại Facebook của chị thấy cái nó post lên cái video chị giới thiệu về Ace Rock Me mà đúng cách đây một năm. Wow. Em cũng không. Hồi sáng em share đó hả? Vậy. Mình biết là mình sử dụng nó một năm rồi đó. Một năm rồi đó, nhờ coi lại cái video mà khi mà mình... Đây, cũng hay lâu lâu. Nó post lên trở lại mình không hay. Nó cũng hay học cách đây một năm. Năm năm nó nhắc là chị, 2 năm nó cũng nhắc, 5 năm nó cũng nhắc. Vậy. Rồi chị Phấn, đang làm gì đó? Dạ. Ok. Bây giờ tới lượt mình đang xài nàng yêu mến của mình đây. Cái này là băng đen. Cái này vô là cái gì vậy chị? Ồ. Ba cái. Quá tuyệt vời. Cơ làm giảm nếp nhăn, làm giảm cái nếp nâu, rồi lại còn cái dưỡng da cực kỳ nữa. Thành ra chị này nó nổi lên chữ serum rồi ha. Thì mình bắt đầu mình bỏ tay vào. Cho bản thân chị Tấn là còn đỉnh luôn. Trắng mà dễ hơn nữa. Mặt mình mà xem chăm sóc gì mùn sau lên nổi nhỉ. Lên hả? Thật lên hả? Thẳng. Trời, phía Nam cái da này nó mềm cả. Lá phê sổ xong cái chị thấy thế nào? Tuyệt vời, tuyệt vời. Cái da nó mềm mịn. Da mềm mịn đúng không con bé hả? Thì tới cái moisturizer rồi, ha. Sửa xong cái phần dưỡng da rồi, thì đây là
một quá trình chăm sóc da mà gọi là tột đỉnh rồi. Thường thì cái chương trình của mình nó ngắn hơn một chút, nhưng mà hôm nay tại vì sorry cả nhà là tại vì không chia sẻ không được là máy Lami Spa sắp sửa ra trong ngày 17 tây trong tháng này, có nghĩa là tuần sau. Ôi, thì coi như là trong số này cũng chưa có ai là không phải là ai cũng sở hữu được đâu, nhưng mà ngày 17 tây này thì coi như là phần đông trong mình sẽ được sở hữu. Thì tụi mình có một cái giới hạn, một số rất là giới hạn. Cái này thì ưu tiên cho những người dạng trước mặt thôi, còn nếu không thì phải chờ tới năm 2018. Coi như là mình không chờ được là bởi vì thời gian không chờ được, tuổi trẻ không chờ được, sắc đẹp không chờ được, cho nên mình phải nhanh tay lẹ để mà có mà sở hữu. Năm thứ 2018 thì nó đẹp trước mình nữa, mình không có chịu. Cho nên mấy chị em các bạn trong Facebook cứ inbox cho những người có mặt ở trên đây để mà tìm hiểu về cái máy qua một cái dụng cụ nữa mà. Chỉ một dụng cụ có hai công hiệu, bảy cái lợi ích. Khi mà mắt thấy tai nghe cũng chưa đủ trải nghiệm như mình đã thấy rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Trinh nha, trời em excited quá. Cảm ơn chị Trinh, cảm ơn các chị nha, cảm ơn các chị đã theo dõi. Rồi, thank you mấy anh chị theo dõi ha. Rồi, cái mặt của em nó trắng lên luôn, em lấy em lấy cái lông mi mà lấy nhiều quá. Yeah, lấy nhiều quá chị bỏ xuống cổ, xuống tay nữa, bỏ lên trên tay nữa. Rồi. Rồi, xin chào cả nhà. Thì bây giờ xin chào cả nhà. Chương trình bữa nay là tới đây là tạm. Inbox nha, là vì mỗi người nhà thành phố chị ưu tiên được có 4 cái, 5 cái mà chủ nhân thêm 1 cái, còn 4 cái thôi, ai nhân trên thì nó... Của mình còn 2 cái nè. Rồi, good night. Rồi, chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chúc mấy chị ngủ ngon. Bye bye.